Câu chuyện cuộc thi chặt cây. Ngày xưa, tại một làng nọ, hàng năm dân làng tổ chức cuộc thi chặt cây. Năm nay vào chung kết là hai đối thủ, một người thợ già có kinh nghiệm và một người trẻ có sức mạnh vô song. Luật lệ của cuộc thi khá đơn giản, ai chặt được nhiều cây hơn sẽ chiến thắng. Thời gian chặt cây là một ngày. Người thợ trẻ đầy năng lượng và phấn khích đi vào rừng và bắt đầu ngay lập tức vào công việc. Khi làm việc, anh nghe thấy tiếng cưa từ phía người thợ già ở một góc khác của cánh rừng và cảm thấy tự tin hơn với số lượng cây khổng lồ của mình cưa được. Cứ một quãng thời gian ngắn, tiếng cây đổ phát ra từ góc kia của cánh rừng lại dừng lại. Người thợ trẻ lại càng thêm tự tin vì biết rằng người thợ già đang nghỉ. Trong khi đó, người thợ trẻ sử dụng sức mạnh và sức bền bỉ của tuổi trẻ để tiếp tục công việc. Khi ngày đã gần tàn, người thợ trẻ cảm thấy chiến thắng đã chắc chắn thuộc về mình. Anh nhìn ngắm thành quả của sự cố gắng hết mình là đống cây đổ khổng lồ. Tại buổi lễ trao giải, người thợ trẻ tuy đã kiệt sức nhưng lại rất vui. Anh đứng trên bục một cách tự tin và hy vọng rằng giải thưởng dành cho người vô địch sẽ thuộc về mình. Ngay cạnh anh là người thợ già. Tuy nhiên, trông ông dường như không có vẻ gì là mệt mỏi và đã cố gắng hết sức. Kết quả được xướng lên, người thợ trẻ tuyệt vọng khi nghe thấy rằng đối thủ đã cưa được số lượng cây nhiều hơn đáng kể so với anh. Anh quay sang phía người thợ già và hỏi: "Sao lại như thế được nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng anh ngừng cưa để nghỉ mỗi giờ một lần, còn tôi làm việc liên tục suốt đêm. Lại nữa, tôi khỏe mạnh hơn anh rất nhiều." Người thợ già chậm rãi nói: "Mỗi giờ tôi lại nghỉ ngơi và mài lại chiếc cưa của mình. Đó là lý do tại sao tôi chiến thắng, chàng trai trẻ ạ." À, tuổi trẻ với sức mạnh không chưa đủ. Để thành công, người ta cần cả kinh nghiệm, sức mạnh và sự khôn ngoan, khéo léo. Một người nọ nhìn thấy cái kén của con bướm. Sau đó, anh thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ và thấy nó cố gắng vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay sở gì thêm được. Thấy tội nghiệp nên người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén. Con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt. Thế là con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời của nó chỉ để bò trườn với cơ thể sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được. Cho nên quy tắc thứ ba của người Ấn Độ: trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Người đàn ông tốt bụng đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự vùng vẫy của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách tạo hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó có đủ sức mạnh để cất cánh bay. Qua câu chuyện trên, con nhộng chỉ cần đợi thêm một chút nữa nó có thể tự vùng vẫy thoát ra khỏi cái kén thì nó mới đủ sức mạnh cất cánh bay cao. Cũng như con người, ta cần phải rèn luyện, chịu đựng đau khổ thêm một chút nữa thì mới có được bài học giác ngộ cho chính mình. Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.